Xin chào các bạn đã đến với ngày tập tiếp theo của Masterclass Yoga trị liệu chỉnh sửa tật cơ thể, giảm đau mỏi, tăng chiều cao cùng với Brian. Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ tập trung giải quyết vấn đề của vai cổ gáy để giúp cổ không bị rụt lại, không bị cổ rùa và không còn những đau mỏi tại vai cổ gáy của mình nữa. Như các bạn cũng đã biết, bị cổ rùa là tình trạng mà cổ của chúng ta bị đổ quá về trước bởi vì cơ ngực trước và cơ ức đòn chuẩn ở ngay phía trước của chúng ta quá co cứng, cho nên cơ thể của chúng ta luôn luôn có trạng thái là đẩy người về trước. Tật gù người, tật ức đòn chuẩn này sẽ làm cho phần cổ của chúng ta không đẹp và bài tập ngày hôm nay sẽ chỉnh sửa điều đó. Nào, chúng ta hãy cùng khởi động với một số bài tập vai, cổ, gáy quan trọng để giúp chúng ta thư giãn hoàn toàn vai cổ gáy của mình nhé. Nào, trong một tư thế ngồi thoải mái, các bạn hãy đặt hai bàn tay ở ngay trên đùi. Tại đây chúng ta nhẹ nhàng hít vào, mắt nhìn lên, ngả đầu về sau. Và thở ra, chúng ta hãy gập đầu về trước. Khi chúng ta hít vào, ngả đầu về sau thì hãy cùng để ý giãn mở toàn bộ phần cơ ở ngay phía trước cổ. Ngả đầu và cảm nhận cơ bắp ức đòn chuẩn và những phần cơ ở ngay phía trước cổ của mình được giãn mở ra hoàn toàn các bạn nhé. Nào, chúng ta hãy thực hiện trong 5 lần liên tiếp. Hít vào, nhấc đầu, ngả sau, thở ra, cằm chạm vào ngực, khum người về trước, rất tốt. Lần thứ hai, hít vào, căng lồng ngực, mở rộng cổ, ngả đầu về sau, mở căng cái vai hai bên ra. Thở ra, cằm chạm vào sát ngực. Lần thứ ba, hít vào, nâng cằm, mắt nhìn lên. Thở ra, cằm chạm vào sát ngực, khom người về trước. Lần thứ tư, hít vào, nâng vai, ngả đầu, kéo phần cằm của mình lên. Thở ra, nhẹ nhàng thả lỏng. Hít vào, nâng đầu lên một lần cuối. Hãy giữ tại đây và hít thở đều 3 hơi thở. 1 2 Và 3, rất tốt. Hãy trả đầu lại vị trí cân đối bình thường. Tại đây thì chúng ta hãy nhẹ nhàng ngả đầu sang trái, mắt nhìn lên, nhẹ nhàng nghiêng đầu và cảm nhận phần lườn, phần vai, cổ, gáy ở phía bên tay phải được giãn mở ra một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Lưu ý là ánh mắt hãy nhìn lên nữa các bạn nhé. Rất tốt. Hít vào, đẩy đầu lại vị trí bình thường và thở ra, nghiêng đầu về phải. Rất tốt. Cảm nhận sự căng duỗi ở phần vai cổ gáy bên tay trái. Nào, chúng ta hãy thực hiện 3 lần mỗi bên các bạn nhé. Hít lên, thở, nghiêng trái. Hít lên, thở, nghiêng phải. Hít lên, cùng thở, nghiêng trái. Hít lên, cùng thở và nghiêng phải. Và một lần cuối, hít lên, cùng thở ra, nghiêng trái. Và hít lên, thở ra, nghiêng bên tay phải. Rất tốt, chúng ta cảm nhận là nhẹ nhàng đưa đầu về vị trí bình thường. Cảm nhận phần cổ trước và cổ hai bên được thư giãn và thoải mái hơn rất nhiều.
Tại đây chúng ta hãy cùng đẩy tay trái ở ngay phía sau lưng của mình. Dùng tay phải nắm lấy tay trái và cố định tay trái ngay phần đùi hoặc là ngay eo của cái lưng. Tại đây nhẹ nhàng nghiêng đầu qua bên tay trái, nhẹ nhàng đẩy đầu về trước một góc 45 độ. Cảm nhận phần cơ ở ngang vai, phần cơ nối từ vai lên trên đốt sống cổ được thư giãn thoải mái hoàn toàn. Hít thở đều và hãy giữ tại đây trong 5 hơi thở bạn nhé. 1, 2, 3, 4 và 5. Rất tốt. Nhẹ nhàng đẩy đầu lại vị trí trung hòa. Chúng ta hãy cùng đổi tay. Luôn cánh tay phải ngay phía sau lưng, dùng tay trái ôm lấy tay phải và cố định ở ngay phía sau hông. Nhẹ nhàng ngả đầu về phía trước bên tay trái một góc 45 độ. Hãy cảm nhận phần cổ vai gáy ở bên tay phải, phần cơ nối từ xương vai lên các đốt sống cổ được thư giãn. Nào hãy cùng hít thở đều nhé. 1, 2, 3, 4. Rất tốt. Và 5. Nhẹ nhàng đẩy hai tay về đầu gối, nâng vai dài lên và đưa cổ của chúng ta lại vị trí trung hòa. Tại đây thì bạn đã thấy cổ của mình đã được thoải mái và thư giãn hơn nhiều, vậy không nào? Tại đây thì chúng ta hãy cùng luyện tập để cổ của mình đưa vào vị trí đúng và không bị cổ rùa nữa. Chúng ta sẽ thực hiện một tư thế, đó là tư thế rụt cổ vào trong. Trong tư thế này, chúng ta sẽ hít vào, đẩy cổ về trước, kéo dài cổ về trước. Và thở ra, bạn hãy thu cổ vào trong, đẩy cổ vào sát cái họng của mình, làm cho khoảng cách giữa cằm và họng được ngắn nhất, đẩy vào trong. Cảm thấy như là cái cằm của mình được thu lại, nhỏ lại. Tư thế này sẽ giúp ổn định phần cổ và ổn định phần cơ hàm đẩy vào trong cho cái dáng đứng, dáng ngồi của mình được thẳng hơn và không có bị đưa về phía trước như thế này các bạn nhé. Là chúng ta thực hiện trong 5 lần. Hít vào, đưa đầu về trước nào. Đẩy hai bả vai về sau. Thở ra, nhẹ nhàng đẩy cằm về sát với vòng họng. Hít vào, đưa cằm về trước. Thở ra, đẩy cằm vào sát họng. Lần thứ ba nào, hít vào, cằm trước, bả vai đẩy sau. Thở ra, thu cằm về sát họng. Hít vào, cằm trước. Thở ra, cằm sát họng của mình. Một lần cuối nhé, hít vào, cằm về trước. Giữ lại 3 hơi thở tại đây với Brian nhé. 1, 2, cảm nhận nó căng và nó duỗi phần vai của mình ra, không bị căng cứng ở ngực trước nhé. Và 3, thở ra. Tại đây thì đẩy cằm vào sát với phần xương ức tại đây. Nhẹ nhàng giữ cho vai được cân đối và hãy giữ tại đây 3 hơi thở nhé. 1, 2 và 3. Rất tốt. Nhẹ nhàng, thư giãn, thoải mái tại đây và cảm nhận là cằm của mình nó đã được đi vào đúng vị trí ba trung hòa và vị trí sinh lý tốt nhất mà nó đặt ở trên cơ thể của mình. Tại đây chúng ta sẽ luyện tập một số bài tập nữa để hỗ trợ cho các đốt sống cổ cũng như là các đốt sống lưng trên
để giúp cho lưng thẳng và cổ của chúng ta cũng được thẳng nhé các bạn. Một tư thế cổ điển là chúng ta hãy ngồi và hít vào, nâng tay lên và thở ra, nhẹ nhàng nghiêng người qua một bên như thế này, kéo dài hai bàn tay lên trên. Chúng ta đi theo sức của mình nhé. Hít vào, nâng lên, thở ra, nghiêng qua bên phải. Hít vào, nâng lên. Và tại đây chúng ta kết hợp với một động tác là nhẹ nhàng đẩy tay xuống thành hình chữ W ngang hai bên vai của mình. Mắt chúng ta vẫn giữ lên cao. Hai cùi chỏ chúng ta giữ cho nó đẩy về sau, giúp tác động tới phần lưng sau, kéo hai bả vai lại gần nhau. Hít vào, nâng tay lên. Thở ra, nghiêng trái. Hít, nâng tay lên. Thở ra, hạ xuống. Hít, nâng tay lên. Thở ra, nghiêng phải. Rất dễ phải không nào? Hít, nâng tay lên. Thở ra, hạ xuống. Chữ W. Hít, nâng tay lên. Thở ra, nghiêng trái. Hít, nâng tay lên. Thở ra, hạ xuống. Hít, nâng tay lên. Thở ra, nghiêng phải. Hít, nâng tay lên, thở ra, hạ xuống. 3 lần nữa nhé. Hít, nâng tay lên, thở ra, nghiêng trái. Hít, nâng tay lên, thở ra, hạ xuống. Hít, nâng tay lên, thở ra, nghiêng phải. Các bạn đã thấy mỏi hơn ngay phần vai chưa đúng? Nó đang tác động tới các cơ bắp ở ngay trên vai của mình các bạn. Hít, nâng lên. Thở nghiêng trái, còn 2 lần nữa. Hít nâng lên, thở hạ xuống. Hít nâng lên, thở nghiêng phải. Hít nâng lên, thở hạ xuống. Một lần cuối nào, cảm nhận cái vai nó được mỏi hơn nhưng mà nó tác động sâu tới cái vai và nó mở vai của mình ra qua tư thế chữ W này. Hít nâng lên, thở ra nghiêng trái. Kéo dài hai cánh tay lên, kéo và giữ, cảm nhận cái lườn mình nó đẩy qua, vai của mình được mở ra, mắt nhìn lên. Hít nâng tay lên, thở ra hạ xuống. Hít nâng tay lên, thở ra nghiêng phải. Và lần cuối tại đây thì hãy cùng giữ tại đây nhé. Và thở ra, hai tay hạ xuống ngang vai, tạo thành một chữ W, hãy cùng giữ tại đây và ép hai tay về sau, cảm nhận hai bả vai đi lại gần nhau, ngực mở ra, lưng và cột sống thẳng. Hít thở tại đây trong 3 hơi thở nào. 1 2 và 3, rất tốt. Tại đây chúng ta chuyển qua chuỗi tư thế WLT, nhẹ nhàng. Tư thế này là một tư thế cổ điển để chữa tật lưng gù cũng như giúp cho chúng ta có một cái lưng thẳng, đẹp và giữ được đường cong sinh lý. Nhẹ nhàng, hít vào, nâng cao tay, tạo thành một chữ Y dài. Thở ra, tạo thành một chữ W. Hai tay ép về sau, cảm nhận ngực mở ra, hai bả vai đẩy về sau. Sau đó nhẹ nhàng hạ tay xuống, tạo thành chữ L ngang vai như thế này. Cố gắng ép hai cùi chỏ về phía sau lưng, đẩy hai bàn tay về phía sau, cảm nhận ngực của mình mở căng với đầy không khí trong làn bên trong. Và đổi hai tay kéo dài sang hai bên, tạo thành một chữ T. Chúng ta vừa mới hoàn tất một vòng YWLT. Nào chúng ta thực hiện 5 vòng với tư thế này nhé. Hít vào, nâng lên. Thở ra, W L. Rất tốt. Hít vào. Thở ra, W và L. Lần thứ hai, hít vào, nâng cao tay chữ Y, hai tay kéo lên cao, duỗi dài vai.
Thở ra, W và L kéo hai cùi chỏ về phía sau. Rất tốt, hít vào chữ T và chữ Y. Thở ra chữ W và chữ L nào. Đó, rất tốt. Lần thứ ba, hít vào, nâng cao tay. Thở ra tay chữ W và chữ L. Lần thứ tư, hít vào, nâng cao tay. Thở ra W và L. Rất tốt, một lần cuối nhé. Cảm nhận lưng của mình thẳng và cổ của mình cao hơn rất nhiều đúng không nào? Hít vào, nâng cao tay. Thở ra, nhẹ nhàng đẩy cùi chỏ lại phía sau. L, rất tốt. Và tại đây thì chúng ta vừa mới hoàn tất chuỗi YWLT, rất là tốt cho vai và ngực của mình. Còn một vài động tác nữa để làm mạnh phần lưng sau. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luyện tập tiếp theo nhé. Trong tư thế tiếp theo thì chúng ta hãy cùng nhẹ nhàng nằm xuống thảm. Duỗi hai chân về sau và đặt hai tay ở ngay sát ngực. Trong tư thế này thì chúng ta thực hiện tư thế rắn hổ mang. Trong tư thế rắn hổ mang, vai nhẹ nhàng đẩy về sau, ngực mở rộng. Dùng tay để nhấc cao, nâng cao vai lên. Cằm nhấc lên cao, cảm nhận cằm được bung mở. Ngả đầu về sau, rất tốt. Và thở ra thì chúng ta nằm xuống thảm lại. Hãy cùng thực hiện 5 lần tư thế rắn hổ mang cùng với Brian nhé. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ xuống, rất tốt. Hít vào lần thứ 2, nâng lên. Thở ra, hạ xuống. Hãy dùng lực của tay để hỗ trợ vai nhé. Hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ xuống. Hãy chú ý để hai bả vai sát lại nhau các bạn nhé. Hít vào, nâng lên. Xoay bả vai, mở ngực. Thở ra, hạ xuống. Và một lần cuối, hít vào, nâng lên. Thở ra, hạ thấp lưng. Tại đây, hãy cùng thực hiện tư thế tiếp theo là tư thế superhuman. Trong tư thế này, siết chặt lưng, siết chặt mông và đùi sau, kéo hai tay nâng lên, duỗi thẳng cánh tay. Trong tư thế này, hãy cùng thực hiện 5 lần. Hít vào, nhấc tay, nhấc chân. Thở ra, hạ thấp xuống. Nếu các bạn có sức bền, hãy cùng giữ tay về phía trước để cho tối ưu tác dụng lên trên phần lưng và vai của mình các bạn nhé. Hít vào, nâng lên. Thở, hạ xuống. 1. Hít vào, nâng lên. Thở, hạ xuống. 2. Hít vào, nâng. Thở, hạ xuống. 3. Hít vào, nâng lên. Thở, hạ xuống. 4. Và một lần cuối, hít vào, nâng lên. Giữ 3 nhịp đếm nào. 1. Hít thở đều. 2. Và 3. Rất tốt. Nhẹ nhàng nghỉ ngơi tại tư thế đứa trẻ. Trong tư thế đứa trẻ, hãy mở hai đầu gối sang hai bên hông, mở rộng sang hai mép thảm. Từ đây, kéo hông về sau và nhẹ nhàng hạ bụng, hạ ngực, kéo dài cánh tay về phía trước. Hãy để trọng lực kéo sâu ngực, kéo sâu bả vai. Duỗi thẳng toàn bộ cột sống, duỗi thẳng cánh tay, thư giãn đùi trong tư thế này. Nào, hãy cùng thở đều và 5 hơi thở nhé. 1 2 3
bụng và nằm. Rất tốt. Từ đây chúng ta nhẹ nhàng nâng cao hông lên vào tư thế puppy, hay còn gọi là tư thế chó con. Trong tư thế puppy pose, chúng ta đẩy hai đầu gối ngay phía dưới hông, mở rộng một khoảng cách ngang hông. Nhẹ nhàng nhấc cao ngực, và từ đây chúng ta giữ hông ở ngay trên đầu gối, không di chuyển. Nhẹ nhàng hạ và đẩy hai tay về phía trước, hạ thấp lưng, hạ thấp ngực và đẩy cằm xuống mặt thảm. Mở căng lồng ngực tại tư thế này và hãy giữ tại đây trong 5 hơi thở nhé. Cảm nhận toàn bộ lồng ngực, toàn bộ cổ vai gáy được mở ra thư giãn và thoải mái hoàn toàn. 5 hơi thở. 1, 2, 3, 4 và 5. Rất tốt. Dùng tay nâng cao vai và hãy cùng trở lại với tư thế ngồi thoải mái bình thường ban đầu. Brian rất vui vì bạn đã cùng tham gia bài tập dành cho vai cổ gáy ngày hôm nay. Bài tập này chắc hẳn sẽ giúp bạn thay đổi thói quen và thay đổi hình dáng của vai cổ gáy và cái cổ của mình mỗi ngày, để cho tư thế ngồi được thư giãn thoải mái hơn. Với tư thế ngồi tốt, tư thế đi đứng tốt và một cái bờ vai, một cái cổ thật là vững chãi thì chúng ta cũng nhìn tự tin hơn rất là nhiều. Cộng với lại là nó làm cho cái thị lực của mình cũng ổn định hơn, vì chúng ta không phải nhìn và đọc quá gần với những cái chủ thể, với những cái máy tính và làm việc mỗi ngày. Bài tập này được Brian nghiên cứu và mong rằng sẽ mang lại cho các bạn những lợi ích và những sự thay đổi tích cực mỗi ngày khi mà các bạn luyện tập thường xuyên. Bây giờ Brian chúc bạn hãy cùng luyện tập đều hơn nữa nhé, và chúc bạn sức khỏe và sự bình an. Hẹn gặp lại bạn trong những video clip tiếp theo của khóa học Masterclass này. Namaste.